Ngày 5 tháng 6, Hải quân Indonesia sẽ khai mạc diễn tập Hải quân Đa phương Dokomo năm 2023 tại thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi và với chủ đề là hợp tác để phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ hơn. thì Sự kiện có sự tham gia của lực lượng Hải quân 36 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Tại lễ khai mạc diễn tập hải quân đa phương Komodo, Tư lệnh Phòng không Indonesia Đô đốc Yodo Magono cho biết cuộc diễn tập không nhằm mục đích chiến đấu mà tập trung thúc đẩy hợp tác khu vực cũng như ứng phó với các thảm họa thiên tai. Diễn ra từ ngày mùng 5 tới ngày mùng 8 tháng 6, cuộc diễn tập hải quân đa phương Komodo gồm một số hoạt động như phá băng, duyệt hạm đội quốc tế, hội thảo an ninh hàng hải quốc tế, triển lãm hàng hải, gặp gỡ song phương. Ngoài ra, cuộc diễn tập năm nay còn có các hoạt động xã hội như khám chữa bệnh miễn phí, cải tạo điểm du lịch, trường học và các công trình đường bộ. Sự kiện này là một cuộc tập trận phi chiến đấu, trong đó ưu tiên hợp tác hàng hải khu vực, quản lý thiên tai và các hoạt động nhân đạo. Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 5 tháng 6 đưa tin các cơ quan quản lý ngân hàng của Mỹ đang chuẩn bị thắt chặt các quy định về vốn đối với các ngân hàng lớn của nước này. Và theo đó thì có thể là yêu cầu các ngân hàng này tăng vốn trung bình 20% nhằm tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống tài chính sau khi một loạt ngân hàng hạng chung của Mỹ bị phá sản trong năm nay. Nhật báo phố U.N. dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các cơ quan quản lý ngân hàng của Mỹ đang đề xuất áp dụng thay đổi thắt chặt quy định về vốn với các ngân hàng lớn ngay trong tháng 6 này. Tháng trước, phát biểu tại Quốc hội Mỹ, Phó chủ tịch phụ trách giám sát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Michael Barr cho biết, Fed có thể sẽ thông báo kế hoạch tăng cường các quy định về vốn đối với các ngân hàng vào mùa hè này, đồng thời bảo đảm sẽ giám sát chặt chẽ hơn sau vụ một loạt ngân hàng phá sản. Theo ông Barr, Fed đang cân nhắc cẩn thận những thay đổi về quy định đối với các ngân hàng lớn. Theo nhật báo Phố Wall, con số chính xác yêu cầu về vốn sẽ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Các ngân hàng quy mô hoạt động lớn dự kiến sẽ phải tăng vốn nhiều nhất. Hãng đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ Christopher Claret mới đây đã giới thiệu bộ sưu tập mới mang tên là Legend, trong đó có mẫu đồng hồ mang hình ảnh hai bà trưng. Bộ sưu tập mang tên Legend từng được hãng đồng hồ Christopher Claret hé lộ hồi năm 2021 nhằm tôn vinh các nhân vật lịch sử nổi tiếng. Gần đây, hình ảnh và thông tin cụ thể về chiếc đồng hồ đặc biệt đã được thương hiệu Thụy Sĩ công bố. Hãng cho biết với mẫu đồng hồ có mặt hình hai bà trưng cưỡi voi, hãng muốn bày tỏ lòng tôn kính tới hai bà trưng, hai nữ anh hùng dân tộc của Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất. Bức vẽ hai bà trưng được sử dụng trong đồng hồ là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Thụy Sĩ Andre Martinet. Bên trong chiếc đồng hồ là bộ máy sử dụng cơ chế Flying Turbine có tính năng điểm chuông sau mỗi 15 phút với tiếng chuông được mô phỏng từ tòa tháp Westminster. Đáng chú ý, hình ảnh hai bà trưng cưỡi voi không chỉ đứng yên mà bốn vị trí trên bức vẽ sẽ cử động theo nhịp gõ của chuông điểm.